Vào sáng ngày hôm nay 23 tháng 6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng và các đơn vị tham gia đã xác định được vị trí máy bay KC-212 số hiệu 8983 nằm ở độ sâu 50 đến 60 m dưới mặt nước biển ở vị trí Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ 15 hải lý. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh công tác tìm kiếm, nhanh chóng xác minh làm rõ thông tin ban đầu và thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng. Theo thông tin mới nhất thì cũng tại vị trí trên, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một thi thể chưa rõ danh tính và có khả năng đây là một thành viên của phi hành đoàn KC-212. Cũng vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy động cơ máy bay KC-212 tại khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 15 hải lý về hướng Nam Đông Nam và đang xác định phương án để trục vớt. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng đã có mặt tại Sở Chỉ huy Thực địa, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn 9 thành viên tổ bay máy bay KC-212 và động viên toàn bộ lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ. Ngày hôm qua, tại khu vực cách đảo Hòn Mắt, Nghệ An về hướng Đông Nam khoảng 12,5 hải lý, hai tàu cá ngư dân mang số hiệu NA90218 và NA90231 cũng phát hiện một số vật thể, trong đó có một mảng kim loại kích thước là 15cm x 30cm. Tuy nhiên đây có phải là vật thể liên quan đến máy bay Su-30MK2 hay không thì cần tiếp tục xác minh làm rõ. Hiện nay, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang chạy đua với thời gian, khẩn trương triển khai việc tìm kiếm các quân nhân gặp nạn và tiếp đó là trục vớt máy bay KC-212.